Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, dành cả thanh xuân để trụ hạng là dòng trạng thái nổi tiếng từng được chính tiền vệ Minh Vương của Hoàng Anh Gia Lai đăng tải. Ít nhất thì điều đó đã không còn đúng ở mùa giải 2021 và cả mùa giải năm nay nữa. Trước khi V-League 2021 bị hủy thì Hoàng Anh Gia Lai đang dẫn đầu bảng xếp hạng và đã tạo ra được một cuộc đua song mã gay cấn với câu lạc bộ Viettel. Với màn thể hiện ấn tượng trong mùa giải đầu tiên huấn luyện viên Kia Tisak trở về làm việc cho Bầu Đức thì những người yêu mến đội bóng phố núi vẫn tràn trề niềm tin là Hoàng Anh Gia Lai sẽ tái hiện được điều đó ở V-League 2022. Thế nhưng không, so với mùa giải trước, Hoàng Anh Gia Lai đã sa sút một cách thảm hại. Họ dần buông mục tiêu giành chức vô địch rồi tiếp tục bất lực trong việc cố gắng chen chân vào top 3 giành huy chương trước khi phải chấp nhận với mục tiêu trụ lại ở trong top 5 trên bảng xếp hạng V-League 2022. Tuy nhiên mục tiêu này thì vẫn còn chưa chắc chắn khi mà Văn Toàn và các đồng đội sẽ phải đối đầu với nhà vô địch Hà Nội FC ở vòng đấu cuối cùng. Hoàng Anh Gia Lai chỉ đang hơn đội xếp thứ 6 là Sông Lam Nghệ An đúng một điểm mà thôi. Mùa giải này, đội bóng phố núi là một phiên bản rượu rã của chính họ và người ta đã bắt đầu đặt ra những câu hỏi và lo lắng rằng mùa giải 2023 rồi thì đội bóng phố núi sẽ lại dành cả thanh xuân để trụ hạng hay sao. Huấn luyện viên Tisak đã tiết lộ rằng ông và Bầu Đức vẫn ôm ấp nhiều dự định và mong muốn đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại thật mạnh mẽ ở V-League 2023. Tất nhiên đây sẽ là một nhiệm vụ đầy thử thách dành cho Di Cô Thái. Các cổ động viên đều đã thấy ba cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai là Triệu Việt Hưng, Dũng Quang Nho và Châu Ngọc Quang đã có đóng góp tuyệt vời như thế nào cho hành trình giành ngôi Á quân V-League 2022 của câu lạc bộ Hải Phòng khi được đội bóng đất cảng mượn. Trong khi đó nhiều cái tên trong số 9 cầu thủ khoác áo câu lạc bộ Công an nhân dân thi đấu rất ấn tượng giúp cho đội bóng này giành chức vô địch giải hạng nhất 2022, qua đó đoạt vé lên chơi ở V League 2023. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu huấn luyện viên Kiatisak có đủ can đảm để loại bỏ những cái tên kém cỏi thuộc lứa cầu thủ khóa 1 và khóa 2 để trao cơ hội cho những người xứng đáng hơn, khát khao hơn hay không? Còn nếu như vẫn giữ nguyên bộ khung cũ, vốn rệu dã, khó mà tưởng tượng nổi là đội bóng phố núi sẽ làm như thế nào để hồi sinh nhanh chóng đây. Rồi còn chưa kể là một số ngôi sao ưu tú nhất của lứa cầu thủ khóa 1, khóa 2 Hoàng Anh Gia Lai đang dục dịch chuyển đi để tìm bến đỗ mới. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Văn Toàn, Văn Thanh hay Hồng Duy sẽ chia tay sân Pleiku sau khi mùa giải này kết thúc. Giải pháp tìm ra được nhân sự thay thế cho những trụ cột này chắc chắn là sẽ khiến cho Hoàng Anh Gia Lai phải đau đầu. Cách đây ít lâu, chuyện đi hay ở của những ngôi sao Hoàng Anh Gia Lai như Hồng Duy, Văn Thanh, Công Phượng hay Xuân Trường thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận. Trước những thông tin về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tự do khi bước sang tuổi 28, Bầu Đức đã đăng đàn khẳng định rằng đội bóng phố núi vẫn còn hợp đồng ràng buộc họ vài năm nữa. Dường như là động thái này của ông chủ đội bóng phố núi là muốn sốc lại tinh thần đội bóng, giúp cho họ tập trung hơn cho vấn đề chuyên môn ở trên sân cỏ để cắt đứt đi chuỗi trận toàn hòa và thua Bản thân huấn luyện viên Kia Tisak nhiều lần thừa nhận việc tương lai đi hay ở chưa rõ ràng đã khiến cho khá nhiều cầu thủ lấn cấn, dẫn đến phong độ chơi bóng trở nên nặng nề, không tìm được sự thanh thoát. Đó là điều dễ hiểu vì so với các bạn bè cùng trang lứa ở các câu lạc bộ khác, họ đã có từ 1 đến 2 bản hợp đồng bạc tỷ, thì lứa cầu thủ khóa 1 Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG vẫn phải chờ đợi và viễn cảnh phải chờ đợi đến 30 tuổi đã khiến cho họ có chút hụt hơi. Mới đây được biết là Bầu Đức đã thông qua kế hoạch triệu hồi toàn bộ các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đang thi đấu theo dạng cho mượn ngay từ khi mùa giải 2022 khép lại, trong đó có 9 gương mặt khoác áo câu lạc bộ Công an Nhân dân và 6 gương mặt trong màu áo câu lạc bộ Hải Phòng. Khi tất cả đã tập trung lại, huấn luyện viên Kia Tisak sẽ chọn ra những cái tên tốt nhất để đăng ký cho mùa giải 2023. Những người thiếu khát vọng, mong muốn ra đi hay là xa sút phong độ đều sẽ được tạo điều kiện để rời phố núi. Thông điệp của ông bầu Phú Núi lúc này đã rõ ràng hơn, chứ không còn mập mờ như là phát biểu cách đây ít lâu trên truyền thông. Tóm lại là Hoàng Anh Gia Lai sẽ chào đón họ ở lại với mức đãi ngộ xứng đáng, nhưng cũng sẵn sàng mở đường để cho tụi nhỏ đi ra ngoài tìm kiếm thử thách mới. Thông tin bên lề cho đến lúc này thì chỉ có Minh Vương và Tuấn Anh là những người sẵn sàng ở lại để tiếp tục cống hiến cho Hoàng Anh Gia Lai trong những năm tới. Riêng Tuấn Anh cũng đã vạch ra lộ trình trở thành huấn luyện viên khởi đầu từ đào tạo trẻ. Còn những gương mặt khác như là Hồng Duy, Văn Thanh, Xuân Trường hay Công Phượng đều đang cân nhắc khả năng tìm kiếm thử thách ở các đội bóng ở tại V-League, thậm chí là ra nước ngoài chơi bóng hay là tiếp tục ở lại. Hoàng Anh Gia Lai với một hệ thống đào tạo lớp lang bài bản được xây dựng xuyên suốt 10 năm qua, giờ họ đang sở hữu rất nhiều tài năng ở mọi lứa tuổi. Hơn nữa, sau khi vòng đấu 26 kết thúc thì thị trường chuyển nhượng sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nếu như lựa chọn kỹ càng huấn luyện viên Kia Tisak hoàn toàn có thể có được một đội hình có chiều sâu và giàu sức chiến đấu. Nhưng vấn đề là liệu rằng đội bóng phố núi có thể một lần nữa bứt phá như là ở tại V-League 2021 hay không? Một sự lựa chọn rất mở nữa cho Hoàng Anh Gia Lai cũng như là các đội bóng ở V-League mùa giải 2023 đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tạo điều kiện để cho các đội bóng được đăng ký thêm một cầu thủ gốc Việt. Thông tin này thực sự là tin mừng đối với các đội bóng bởi xuất dành cho cầu thủ Việt Kiều chẳng khác nào là ngoại binh cả. Một tiền đạo Việt kiều không quá xa lạ với người hâm mộ trong nước được cho là đang đàm phán với Hoàng Anh Gia Lai để về chơi ở V-League mùa giải 2023 là Alexander Đặng. Tiền đạo sinh năm 1990 đang chơi ở tại giải vô địch Na Uy cho câu lạc bộ Lyce Klosker. Trên trang Transfermarkt, chân sút 32 tuổi này được định giá rơi vào khoảng 100.000 đô. Hiện tại chưa rõ mức tiền lương và lót tay để cho Hoàng Anh Gia Lai chiêu mộ chân sút này. Tuy nhiên nhiều khả năng anh sẽ nhận được khoảng 7.000 đô mỗi tháng ở tại phố núi. Alexander Đặng có cha là người Việt Nam, mẹ là người Na Uy. Nhờ nguồn gen trội của mẹ cùng với chế độ dinh dưỡng tốt, tiền đạo này đã để lại ấn tượng ban đầu bằng việc sở hữu một chiều cao rất ấn tượng lên tới 1m85. Có chiều cao tốt, khả năng săn bàn của Alexander Đặng cũng không hề kém. Mùa giải 2018 vừa qua, ngôi sao Việt Kiều này chính là chân sút xuất, xuất sắc nhất của câu lạc bộ Nesotra với việc là ghi được 13 bàn thắng. Trước đó, cầu thủ Việt Kiều này cũng đã từng bày tỏ nguyện vọng được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo người đại diện của tiền đạo này, thì chỉ cần Liên đoàn bóng đá Việt Nam gửi thư triệu tập đến câu lạc bộ Nesocha, thì ông sẽ làm mọi cách để đưa Alexander Đặng về Việt Nam, từ việc lo hộ chiếu Việt Nam của cha Alexander Đặng hay là những thủ tục để cho chính anh có quốc tịch Việt Nam. Điều cần biết là chân sút sinh năm 1990 này chưa từng được gọi lên đội tuyển quốc gia Na Uy. Điều này giúp cho anh đủ điều kiện trở thành tuyển thủ Việt Nam trong tương lai. Việc thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải sau hứa hẹn sẽ giúp cho Alexander Đặng thực hiện được nguyện vọng của mình. Còn với Hoàng Anh Gia Lai, nếu như không quyết liệt trong mục tiêu giành ngôi vô địch V-League thì có lẽ đến mùa giải sau cũng sẽ chung kịch bản như bao mùa bóng đã qua kể từ ngày lứa công phượng được đôn lên sân chơi số 1. Vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 25 V-League 2022 chính là một thất bại khác của Hoàng Anh Gia Lai nếu như so với mục tiêu lọt vào top 3 của huấn luyện viên Kia Tisak đã đặt ra hồi đầu mùa. Trên thực tế, Hoàng Anh Gia Lai đã có lúc bứt lên để cạnh tranh với câu lạc bộ Hà Nội trong cuộc đua vô địch, nhưng thất bại trước chính đối thủ lớn nhất ở vòng 12 đã khiến cho đội bóng phố núi phải tụt lại phía sau. Đây có thể được xem là bước ngoặt với thầy trò huấn luyện viên Kia Tisak, bởi sau đó Hoàng Anh Gia Lai trải qua chuỗi trận tệ hại liên tiếp không thắng để rơi xuống nhóm cuối. Xét về mặt chuyên môn, khá khó lý giải được sự sa sút của Hoàng Anh Gia Lai bởi lực lượng của họ không thay đổi nhiều so với mùa giải bùng nổ trước đó. Cho dù vì lý do gì đi chăng nữa thì thất bại ở V-League 2022 đã nối dài chuỗi mùa giải không thành công của Hoàng Anh Gia Lai lên con số 7, tính từ thời điểm bầu đức đôn lứa học viện khóa 1 của Hoàng Anh Gia Lai lên để thay thế cho thế hệ cũ. Nếu như tính từ mùa giải 2004, lần gần nhất mà Hoàng Anh Gia Lai nâng cao chiếc cúp vô địch thì họ đã trải qua 18 năm trắng tay. Trong cùng thời gian trên, Hà Nội vốn chiếm quá nhiều lợi thế, nhiều đội bóng khác như là Bình Dương, Sông Lam Nghệ An, SHB Đà Nẵng hay là Viettel cũng đều đã từng vô địch. Nếu như đối chiếu với Sài Gòn FC, đội bóng sa sút nghiêm trọng ở mùa giải này và đang đứng trước nguy cơ rớt hạng, Hoàng Anh Gia Lai có điểm chung là tình hình tài chính không ổn định và đánh mất các giá trị truyền thống sài gòn fc cũng từng là đội bóng duy trì phong độ rất ổn định trong nhiều năm nhưng rồi sau một mùa giải thăng hoa khi đã bị đổi chủ thay máu hoàn toàn dưới bàn tay của huấn luyện viên vũ tiến thành đặt cạnh hải phòng đội á quân của mùa giải năm nay hoàng anh gia lai thiếu đi một yếu tố khác đó là sự tập trung và quyết tâm tập thể sự xuất hiện của huấn luyện viên kia tisak chỉ thổi bùng lên sinh khí của hoàng anh gia lai được một mùa giải trong khi đó để giải quyết những vấn đề trên thì hoàng anh gia lai cần phải có sự thay đổi cơ bản ở cấp cao hơn Chính vì vậy, trong dài hạn, tương lai của đội bóng phố núi rất khó đoán định trừ khi bầu Đức đưa ra những định hướng mới. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.